Xin chào chương trình, em tên là Ngô Thanh Diễn, em đến từ xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Em sinh năm 1990. Hiện tại thì em công việc của em là em làm bên cơ khí hàng tiện, nhưng trong khi đó em có làm thêm bên sản xuất cây giống ăn trái của Cám Ơn. Em đang làm việc ở tại quê nhà. Ưu điểm của em là em không biết nhậu, không hút thuốc và không gặp bạn. Em thì không có biết nấu ăn cho lắm, tại vì đôi khi công việc của em là đi làm suốt ngày nên em không có biết nấu ăn, nhưng em có thể rửa chén hoặc là quét nhà phụ gia đình được. Em thì không có tính gia trưởng, nếu mà bạn gái có công việc thì có thể đi làm. Em thì cũng có tính hài hước, đặc biệt em rất là thích giỡn. Nếu mà được một bạn gái mà giỡn ngay thì cũng vui. Cảm ơn chương trình ạ. Em xin chào chương trình, em tên là Ngô Thị Trang, sinh năm 1992, quê em ở Cà Mau. Công việc của em là làm nail ở quận 7, Hồ Chí Minh. Tính của em vui vẻ hòa đồng, có chút hay nóng tính. Công việc của em do không tiếp xúc với bạn nam nên em khó tìm được người yêu, nên em nhờ chương trình tìm cho em một bạn trai lý tưởng. Và bạn trai đó hướng về gia đình, biết quan tâm, chia sẻ, biết kính trên nhường dưới, có công ăn việc làm ổn định. Nếu anh muốn đi thật nhanh thì anh hãy đi một mình, nếu anh muốn đi thật xa thì anh hãy đi cùng em. Chào hai bạn. Em chào anh. Bây giờ thì mời bạn gái giới thiệu về mình trước đi. Em xin chào anh Linh, em tên Ngô Thị Trang, 28 tuổi, quê em ở Cà Mau, mà em làm việc ở trên thành phố quận 7. À, Trang làm quận 7 làm gì Trang? Dạ em làm nail anh à. Dịch này thì mình đang ở Cà Mau hay là ở quận 7 vậy Trang? Dạ dịch này em đi về quê rồi anh. Thầy xin mời bạn nam. Chào anh, em tên là Ngô Thanh Diễn, em đến từ Bến Tre, sinh năm 1990, sinh sống tại Bến Tre. Diễn làm gì Bến Tre? Dạ thưa anh, em làm bên hàng nhập hiện chế cửa rồi kính nhôm rồi. Mình có mấy mối tình rồi Trang? Em quen vài tháng không à anh, không có, chưa quen sâu đậm. Em thấy không có hợp là em không quen, không cho người ta cơ hội. Chừng nào mà em thích thì em mới cho người ta cơ hội nó xa hơn. Còn Diễn, Diễn có mấy mối tình rồi? Dạ em cũng có hai mối nhưng mà không có lâu anh, cũng vài tháng là thấy không hợp thì chia tay anh, chứ không có tiến tới sâu đậm. Chúng ta sẽ có bốn câu hỏi khảo sát xem các bạn có hợp ý nhau hay không trước khi gặp mặt. Câu 1, bạn thích hẹn hò ở đâu? A là quán trà sữa, B là quán cà phê. Bắt đầu. À, chúc mừng, cả hai đều thích quán cà phê. À, như vậy Trang cũng không thích trà sữa, Trang thích uống cà phê hả? Dạ, em không thảo trà sữa. Câu hỏi số 2, khi buồn bạn sẽ làm gì? A là trong phòng khóc một mình, B là kiếm người tâm sự. Hai bạn trùng khớp với nhau, tức là kiếm người tâm sự chia sẻ ha. Ai đâu ngồi khóc một mình, kiếm người tâm sự nó dễ hơn. Nếu được chọn một điều sau đây, bạn sẽ chọn điều gì? A là gia đình hạnh phúc, B là cuộc sống giàu có. Dạ tiền ít mà hạnh phúc được rồi anh. Mình có tiền mà không có được hạnh phúc, mình cô đơn thì cũng vậy thôi. Thà gia đình hạnh phúc mà ít tiền thì nó vẫn tốt hơn. Vui vẻ, cuộc sống sẽ thoải mái. Đôi khi thành công mà không hạnh phúc thì cũng buồn lắm ha. Bạn thích người yêu giỏi vấn đề nào sau đây? A là nấu ăn, B là dọn dẹp nhà cửa. Em thì em nấu ăn không giỏi nên em thích có người yêu nấu ăn, em dọn dẹp được. Vậy là coi như đây là vẫn hợp nhau chứ, hai người là hợp nhau chứ, thấy không? Bù trừ cho nhau. Em thì thích gọn gàng, dọn dẹp gọn gàng, không thích bề bộn. Rồi, như vậy là chúng ta đã có bốn câu hỏi.
Bây giờ chúng ta sẽ gặp mặt xem nó còn hợp cỡ nào nữa nha. Mọi bộ phận kỹ thuật, hãy cho chúng tôi kết nối hai bạn thấy mặt nhau đi. Rồi bây giờ Trang với lại Diễn tâm sự đi. Em gặp qua màn hình em cảm thấy làm sao? Nhìn anh Diễn hiền, mặt vui. Mặt vui. Mặt vui. Mà anh là Ngô Thanh Diễn hả? Đúng rồi. Em anh cùng họ, quê nội em cũng ở Bến Tre luôn, ở Chợ Lách. Anh cũng có bà con ở trong Cà Mau nữa. Không biết mình có bà con nữa. Anh sẽ có 4 câu hỏi để các bạn trao đổi với nhau để chúng ta hiểu nhau nhiều hơn nha. Anh hỏi thôi rồi hai em sẽ cùng nói chuyện với nhau ha. Đi du lịch cùng nhau, hai bạn đặt khách sạn chung hay là riêng? Hãy cùng thảo luận chuyến đi du lịch đầu tiên của hai bạn. Theo anh thì chuyến đi đầu tiên thì mình ở riêng cũng được. Đúng rồi, em cũng nghĩ vậy. Mình chưa đủ thân để ở chung á anh. Em đang thích Đà Nẵng mà em chưa đi được. Anh chỉ đi được xa nhất là tới Đà Lạt rồi, chứ chưa đi xa đi. Em cũng mới tới Đà Lạt à. Rồi câu hỏi tiếp theo, bạn nghĩ sao về chuyện làm dâu hay ở rể? Em thì em làm dâu em cũng không ngại, nhưng mà ba mẹ dễ thì dễ sống chứ. Nhưng mà được có ở chung với anh em thì được à. Tới làm dâu thì chỉ ở chung ba mẹ với anh thôi, chứ không ở chung với anh em. Tại vì em cũng hay hẹo đậu á, em sợ làm dâu không tốt thôi ạ. Đâu có ai mà sinh ra mà hoàn hảo hết được. Còn như anh là một có một mình thì chắc anh đâu có đi ở rể được đâu. Công việc của anh là từ xưa giờ ở tại vì tôi có những cái chuyện đó. Câu hỏi tiếp theo, nếu đến năm 40 tuổi bạn mong muốn cuộc sống của mình như thế nào? Theo em thì em nghĩ là tới khi 40 tuổi thì mình gắng kiếm tiền, tới qua 40 tuổi mình có cuộc sống an nhàn hơn. Ví dụ về quê trồng rau nuôi cá gì đó. Còn khi còn trẻ thì mình gắng cày thật nhiều. Còn anh? 40 tuổi thì mình quá trẻ, mình cũng nghĩ cuộc sống mình cũng hơi buồn. Nên cũng chẳng làm thật sự, mình có thể làm ít lại. Cả năm mấy tuổi thì có kinh tế thì bạn nên nghỉ ở nhà để chăm sóc nhà cửa này kia nọ. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có khoảng vài phút để tâm sự. Cảm nhận từ nãy giờ cái cuộc nói chuyện như thế nào? Trang cảm nhận về Diễn đi. Em thì thấy anh cũng hiền mà do anh ít nói quá sợ. Cái tính em ít nói, em thì đụng chuyện em mới nói thôi, nhưng mà phải thích bạn trai nói nhiều một xíu để đỡ buồn. Nhiều khi chưa gặp nhau thì quen rồi thì anh cũng nói nhiều lắm. Rất là hiền, chắc hồi xưa giờ suốt ngày chăm cây rồi kia không, đúng không Diễn? Dạ em cũng là thích, em cũng thích đi chơi nữa, có nhà ở nhà làm. Em thì em làm ở Sài Gòn thì em có định hướng mình để về quê không, hay là ở Sài Gòn tiếp tục công việc? Em thì hiện tại thì chưa có hướng để cho em đi về quê, nên em vẫn lên Sài Gòn làm tiếp tục. Tại vì dịch nên em mới về quê thôi, chứ công việc em hiện ở Sài Gòn đang có nên em vẫn làm tiếp tục. Còn anh thì công việc của anh thì anh định hướng xin nào? Anh thì chắc là anh ở quê rồi, không đi đâu hết. Tại vì ở quê thì công việc nó cũng ổn định rồi, với lại anh làm cũng quen rồi nên cũng không có nghĩ là để chuyển đổi cái cuộc sống đấy. Thì nghề làm kiến của anh làm lâu chưa? Anh làm được nay khoảng 13 năm, thì hồi năm lớp 9 anh nghỉ học, anh đi học nghề rồi anh làm tới bây giờ luôn. Em cũng giống như anh vậy. Còn đối với em thì quen bao lâu thì mình có thể cứu tới hôm nay được? Theo em thì quen được 6 tháng là ổn. Tại vì lúc trước thì em nghĩ quen lâu thì nó sẽ tìm hiểu được nhiều, nhưng mà bây giờ thấy nhiều người quen lâu thì cũng không đi tới đâu, mình tìm hiểu ít mà sau này về tìm hiểu sẽ tốt hơn. Trang hát tặng cho Diễn bài đi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, cuối cùng bán đồ Việt Nam, ngày chi đường xa không tới, về đây nói với nhau mấy lời. Em quên. Nghe cái bài này thật sự là nhớ Cà Mau luôn á. Diễn thấy Trang là người thế nào Diễn? Dạ thấy hiền nha.
nói chuyện cũng vui hiền. Đang dễ thương không? Dạ dễ thương hiền, nói chuyện vui vẻ. Thôi, thôi được rồi, bây giờ ta sẽ đưa ra quyết định thôi. Sau 3 tiếng đếm nha. Chuẩn bị chưa? Hẹn hò hay chỉ là bạn với nhau thôi? 1. Mình có tiền mà không có được hạnh phúc, mình cô đơn thì cũng vậy thôi. Thà gia đình hạnh phúc mà ít tiền thì nó vẫn tốt hơn. Vui vẻ, cuộc sống sẽ thoải mái. Em thì em làm ở Sài Gòn thì em có định hướng mình để về quê không? Hay là ở Sài Gòn tiếp tục công việc? Em thì hiện tại thì chưa có hướng để cho em đi về quê, nên em vẫn lên Sài Gòn làm tiếp tục. Tại vì dịch nên em mới về quê thôi. 2. Còn với em thì từ Hà Long thì theo em thì quen được 6 tháng là ổn. Tại vì lúc trước thì em nghĩ quen lâu thì nó sẽ tìm hiểu được nhiều. Nhưng mà bây giờ thấy nhiều người quen lâu thì cũng không đi tới đâu. Mình tìm hiểu ít mà sau này về tìm hiểu sẽ tốt hơn. 3. Bắt đầu. Cả hai cùng không đồng ý hẹn hò với nhau. Dạ, lý do của em là tại vì bạn ở xa quá nên cũng không có thời gian nhiều để gặp nhau. Dạ, đúng rồi, em cũng nghĩ vậy á. Tại vì khoảng cách xa mà nếu muốn tìm hiểu thì khó. Công việc anh thì cũng ở tại chỗ, cũng không có thời gian nghỉ. Em cũng vậy, không thể nào mà đi lên đi xuống được. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn sẽ sớm tìm một nửa mảnh ghép của mình nha.